Hoa hậu Hương Giang sẽ đón giao thừa tại Trung Quốc bên chồng con. Mới đây, người đẹp khoe bộ ảnh đón Tết sớm trước khi rời Việt Nam. Hoa hậu Hương Giang cho biết, gia đình cô sẽ đón giao thừa tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc. Gia đình nàng hậu sang Trung Quốc từ ngày 4 tháng 2. Mùng 1 Tết Nguyên Đán 2024, vợ chồng Hương Giang cùng các con trở về Việt Nam. Gia đình Hương Giang chụp ảnh đón Tết sớm. Trước mình lười chụp ảnh lắm, nhưng giờ đều mong ngóng chụp cùng gia đình để mỗi năm nhìn lại thấy mình đã ở bên nhau hạnh phúc và cùng lớn lên, trưởng thành như thế nào, cô chia sẻ. Tiểu Panda, con gái đầu lòng của Hương Giang đã ra dáng thiếu nữ xinh đẹp. Tiểu Panda diện áo dài tứ thân cách tân. Con gái đầu lòng của Hương Giang có chiều cao vượt trội ở tuổi 11. Pola, con gái thứ hai của Hương Giang năm nay 8 tuổi. Pola trông bụ bẩm, đáng yêu. Tiểu Panda giống mẹ nhiều hơn, trong khi đó, Pola lại là bản sao của ông bố người Trung Quốc. Vợ chồng Hương Giang sống ở Việt Nam, thi thoảng về Trung Quốc. Chồng Hương Giang rất yêu chiều vợ con. Gia đình nàng hậu đón Tết Nguyên Đán 2023 tại Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.